Chào các bạn, đây là chiếc điện thoại đặc biệt BlackBerry DFC, một sản phẩm mà các bạn có tiền cũng không mua được. Các bạn nghe kỹ lời tôi nói nhé. Các bạn có tiền có thể chạy ra thế giới di động mua ngay một chiếc iPhone Pro Max, nhưng các bạn có tiền chưa chắc các bạn đã mua được chiếc điện thoại này mới. Nếu như các bạn không phải là một seller xứng tầm, hoặc các bạn không phải là người có thể săn được cây này trên thế giới, BlackBerry DFC, một trong những cây máy manly nhất dòng BlackBerry, một chiếc máy có một thiết kế cực kỳ độc lạ và dị. Nếu như nói rằng Porsche Design 981, 982, 983 là những chiếc máy rất luxury, thì chiếc máy này nó giống như là một anh chàng đẹp trai mặc một chiếc quần đùi thôi, nhưng mà vẫn cứ là một chàng hot boy. Này, các bạn thấy không? Tôi không cần phải giới thiệu nhiều, tại vì dân chơi nhìn DFC là hiểu. Nó giống như Suzuki Sibo vậy, các bạn không cần phải giới thiệu, chỉ cần nghe tiếng nổ của nó là biết nó là ai. Chiếc máy này được tôi định giá 12.500.000. Tôi cũng nói lại các bạn luôn, 12.500.000 các bạn có thể mua được một chiếc iPhone XS Max hiện nay, nhưng có tiền các bạn phải gặp tôi để mua chiếc máy này. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Chiếc máy này là chiếc máy được gọi là chiếc lập trình của BlackBerry. Chiếc máy này trước đây là khi tôi ship về nó là new, và tôi đã dán kín nó lại rồi. Để các bạn nhìn này, tôi dán kín luôn mà, đẹp không tì vết, đẹp không tì vết. Màn nó cũng dán, thân nó cũng dán, nó dán kín hết. Đó, thì cái chiếc máy nó, tôi đánh giá nó đẹp khoảng tầm 99%. Sở hữu chiếc máy này các bạn được cái gì? Tôi không nói những thanh niên mới lớn nhé, tôi nói những người chơi BlackBerry. Các bạn cầm một con máy cực kỳ độc lạ và không bao giờ đụng hàng. Mấy cái thể loại như Porsche, mấy cái thể loại Q10 Gold các thứ thì không tính tiền. Các bạn không thể lôi vào để so sánh với DFC được. DFC nó là một mình nó một góc trời, một mình nó một khái niệm, không đụng hàng nhá. Tôi tạm gọi chiếc máy này là Line New Full Box đi. Đây cái thân ở đằng trong, tôi bỏ cái giấy chống ẩm. Cái thân của nó đằng trong thì nó giống như là Q10 thôi, nhưng mà nó là con dép nhá. Nó là con dép, còn con dép là cái gì thì các bạn chịu khó lên Google mà tra, hoặc là có thể tìm những cái video của tôi để xem, để biết nó là cái gì. Dân chơi không cần giới thiệu nhiều, dân chơi chỉ cần tiền nhanh, gọn, lẹ là chơi. Đó, quan điểm của tôi bán máy rõ ràng, giá rõ ràng. Các bạn thấy chưa, tôi bán giá cao, tôi vẫn công khai giá. Được thì chơi, không được thì nghỉ. Nhanh, cực nhanh. Đã dân chơi là không nói nhiều. Tiền xuống, máy chào. Các bạn ở Sài Gòn có thể qua shop của tôi để xem hàng. Các bạn ở Hà Nội cũng có thể qua shop của tôi ở 33 Phúc Lợi, gần Vinhome Riverside để các bạn xem hàng. Đó, tôi có cả hai chi nhánh Hà Nội, Sài Gòn. DFC, một niềm kiêu hãnh của BlackBerry. Tôi nhắc lại cho các bạn nghe nhé. DFC là một niềm kiêu hãnh của thương hiệu BlackBerry. Nó giống như là một chiếc xe cúp 125cc đang được bán với giá 100 triệu vậy. Nó rất hot nhá, rất hot. Các bạn mua hàng có thể liên hệ với tôi qua số 0967928096 hoặc fanpage Lamborghini, hoặc là các bạn có thể điện thoại trực tiếp với tôi. Cái giá thì tôi có niềm yết, và tôi niềm yết cả cái fanpage cũng như là Facebook của tôi ở dưới, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi nhá. Không rẻ đâu, nhưng giá trị các bạn nhận lại thì rất cao. Ok. Tôi cũng có mở thêm một shop tại thành phố Hồ Chí Minh bán đồ bao da độc lạ dị và rất sành điệu. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để đặt cho cái bao da cho con này nhá. Đà điểu, cá sấu, kỳ đà, da bò các thứ tôi đều có hết. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.